Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta tạm chia tay quận tư một ngày ha. Từ vì hôm nay thì em chưa sắp xếp được công việc để đi qua quận tư, và hôm nay sẵn tiện em đi hướng Tân Bình. Xong việc rồi thì sẵn đây chia sẻ với các anh chị vài hình ảnh ở khu vực Tân Bình quận 10 này. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Cách Mạng Tháng 8 và cũng là con đường Lê Văn Duyệt ngày xưa đó. Và ngay đây gần với khu vực chợ ông Tạ. Và trước mặt chúng ta đó là có ngã ba đường Phạm Văn Hai để đi về chợ Phạm Văn Hai và khu xóm kênh Nhiêu Lộc, đường Hoàng Sa, Trường Sa. Và theo hướng ngược lại là con đường Cách Mạng Tháng 8 đi về ngã tư Bảy Hiền. Theo hướng này là về ngã tư Bảy Hiền nè, đi thẳng luôn mình sẽ đi đến quận 12, Hóc Môn, Củ Chi rồi đó ha. Và Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều ngày 4 tháng 3 năm 2020, và cũng sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi, ngày quốc tế phụ nữ. Không biết các anh chị và các bạn có chuẩn bị món quà gì cho những người phụ nữ trong gia đình chúng ta chưa? Và hôm nay sẵn tiện em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về con đường mà nơi đó cũng rất là đặc biệt, và đó là con đường Chí Hòa, có đường Hòa Hưng, đi đến khám Chí Hòa. Khu vực Hòa Hưng này có chợ Hòa Hưng, rồi nhà thờ Hòa Hưng đó. Và chúng ta sẽ xuất phát từ khu vực này là trường trung học cơ sở Tân Bình, thuộc số 873 Cách Mạng Tháng 8, số cũ là 117 Cách Mạng Tháng 8 đó. Chắc có lẽ nơi đây ngày xưa là một cái cơ quan gì đó của quân đội hoặc là cái doanh trại hay sao đó. Mình nhìn thấy cũng có dấu vết của ngày xưa. Ở đây đất rất là lớn. Và ngày nay trường học thì tất cả học sinh đều nghỉ học, chưa đi học lại do sự ảnh hưởng của Covid-19 đó. Rồi chúng ta sẽ xuất phát ha, chạy một vòng con đường Cách Mạng Tháng 8 này, và đi ngang qua những cái con hẻm, ngang những ngôi chợ, để các anh chị và các bạn cảm nhận được cái hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều ở đây như thế nào. Và con đường này đi ngang qua tới, nếu mà đi thẳng nữa sẽ đến quận 10, và tới nữa là quận 3, và tới nữa là quận 1. Con đường Cách Mạng Tháng 8 là con đường rất là dài, đi qua rất nhiều quận. Sau lưng chúng ta thì là quận Tân Bình, đi từ quận 1, quận 3, quận 10, quận Tân Bình. Con đường này vào những ngày, vào những giờ cao điểm thì rất là đông và rất là dễ bị kẹt xe. Phía bên tay phải chúng ta có một cái hẻm, đó là hẻm 737, và hẻm này mình sẽ đi vào cái khu đất thánh, khu Bắc Hải đó. Và khu vực này bán rất là nhiều quần áo với lại túi xách, rồi ba lô, dây nịt, đồ thời trang đó ha. Như chúng ta thấy ở đây nè, có rất nhiều ba lô, túi xách nè. Nhưng mà do này, do sự ảnh hưởng của đại dịch nên thành ra có rất nhiều công ty, rất nhiều cửa hàng phải trả mặt bằng vì không đủ kinh phí để chi trả, mặc dù chưa đến thời hạn chấm dứt hợp đồng. Rất là khó khăn. Và bên cánh phải chúng ta đó là công viên Lê Thị Riêng.
cũng là cái nền đất của nghĩa trang cũ ngày xưa đó. Nhưng mà bây giờ thì công viên được làm lại rất là sáng sủa, xanh sạch. Hình ảnh của công viên Lê Thị Riêng ngày nay nè, có rất nhiều hoạt động buổi chiều ở đây. Và phía trước công viên thì cũng có những cái dãy nhà xưa xưa, tại vì những cái bảng hiệu này nó che cái những cái kiến trúc của ngôi nhà rồi, nên thành ra chúng ta nhìn thấy không có rõ cho lắm. Nhưng mà nếu mà thực tế ở ngoài mình nhìn thấy cũng còn thấy được vài chi tiết, do trong camera nên mình thấy không rõ đâu ha. Đi tới tí thì có giao lộ đường Hòa Hưng, và trước khi đến đường Hòa Hưng thì chúng ta sẽ đi ngang qua ngôi chợ, đó là chợ Hòa Hưng. Thì cuối đường Hòa Hưng là cái khám, cái nhà tù lớn nhất Sài Gòn, nhà tù hình bát quái đó. Và kế bên nhà tù thì có một cái hẻm nữa, thì thông ra đường Tô Hiến Thành luôn, ra được ngã ba Quân Tiếp Dụ ngày xưa đó. Thì những cái địa danh này thì em cũng được tiếp nhận bởi những cái comment của cô chú anh chị trong kênh, thường xuyên chia sẻ mỗi ngày. Và điều hạnh phúc mỗi ngày là khi mỗi sáng thức dậy mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của rất nhiều cô chú anh chị và các bạn nhắn gửi. Mà thông qua đó thì em cũng xin gửi cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị và các bạn, cô chú đã quan tâm đến Sài Gòn, quan tâm đến kênh Vinh Lâm TV. Mặc dù không có nhiều lượt đăng ký, nhưng mà em nhận lại rất nhiều tình cảm của anh chị dành cho kênh này thông qua những comment đó. Cái lượt đăng ký thì em cũng không có quan trọng cho lắm ha. Nhiều khi anh chị cô chú mình lớn tuổi cũng không có để ý đến tài khoản Google, nên thành ra đâu có đăng ký được. Với lại nhiều khi nếu mà mình đăng ký nhiều quá thì cũng phiền không? Mỗi ngày rất nhiều video, điện thoại cứ báo hoài cũng khó chịu, nên cũng thông cảm, không sao hết ha. Mỗi ngày chị cứ xem và mở điện thoại lên là sẽ thấy ha. Đó, và trước mặt chúng ta đó là khu chợ Hòa Hưng. Chợ Hòa Hưng buổi chiều thì bán vàng ha, vàng với đồ ăn, gạo, muối, đường. Khu chợ chiều. Và phía bên hông chợ, phía đối diện chợ chứ, đối diện chợ bên đường nè, mình cũng nhìn thấy được những cái dãy nhà của ngày xưa. Chợ chiều thì không có đông như chợ sáng. Lúc nãy lo nói chuyện đi qua luôn, qua khu chợ luôn. Bà con thông cảm nha, tại ở đây lùi lại thì sợ người ta ủ đít. Bên bên phải xa đó là đường Tô Hiến Thành. Mình đi tới chút nữa là có đường Hòa Hưng, và mình sẽ quẹo phải vô. Mặc dù xe không có đông, nhưng mà mình chạy xuôi chiều đó, rồi mình ngừng thì nếu mà ở phía sau có xe thì họ sẽ cảm thấy khó chịu. Nên em cũng tranh thủ, nếu mà xe vắng em sẽ giảm tốc độ lại để anh chị xem rõ hơn ha. Ở bên đường là số 368 Cách Mạng Tháng 8, khu vực số 300 mấy. Bên tay phải thì 491. Ở khu vực này là thuộc quận 3 rồi. Quận 3. Nếu mình quẹo vô đường Hòa Hưng là quận 10 ha.
sẽ tới tí thì có giao lộ Hòa Hưng. Sài Gòn buổi chiều thì nói chung không có ồn ào như là những tháng trước nữa. Đó, xe máy người ta chế cái máy che à, chú đó chạy qua rồi. À, và con đường Cách Mạng 8 này nhà cửa cũng rất là đắt giá nha. Còn nhà ở Hòa Hưng cũng vậy, tuy không phải là trung tâm nhưng mà một cái mặt tiền Hòa Hưng ngang 5 nhân 10 thôi cũng có giá là có trên 5 tỷ rồi đó, thậm chí cả 10 tỷ, nửa triệu đô. Nhà mà bự bự ngang 6 dài 20 thôi là cũng phải 1,5 triệu đô, ba mấy tỷ, trong hẻm thôi đã 4-5 tỷ rồi ha. À, nhà đây rất là có giá luôn. Đó, và trước mặt chúng ta đó là ngã ba Hòa Hưng và Cách Mạng 8. Mình sẽ, nếu mà đi thẳng sẽ đến câu lạc bộ Lan Anh đó. Rồi nếu mình quẹo phải sẽ đi vào con đường đó là con đường Hòa Hưng, con đường Hòa Hưng buổi chiều nè. Nếu anh chị và các bạn đã từng ở Sài Gòn ở con đường Hòa Hưng khu vực quận 10 này thì chắc là chúng ta sẽ rất là nhớ đây. Và sẵn đây thì cũng xin gửi đến tất cả các anh chị và các bạn ở các tỉnh khác, nếu mà mình có lên đây học hay lên đây làm hay là có nhu cầu mua sắm nhà cửa ở khu vực quận 10 Hòa Hưng này thì mình cũng thấy được cái quang cảnh ở đây để mình tham khảo ha. À, sẵn tiện em đi qua đường Tô Hiến Thành thì thay vì đi lúc nãy quẹo qua Tô Hiến Thành nhưng mà do sẵn đi quay con đường này rồi em qua đường đó sau ha, phục vụ các anh chị và các bạn trước rồi em đi sau. Đối với con đường Hòa Hưng này thì không có dài lắm, khoảng chừng 1-2 cây số thôi. Nhà cửa hai bên thì rất là khác so với ngày xưa. Ở đây đường này cũng rất là mát. Ở bên trái thì có cái hẻm để mình đi thẳng ra con đường Cao Thắng nối dài luôn đó. Đi thẳng ra đường Trần Quốc Toản quận 3 luôn. Cũng là Trần Quốc Toản, ở đây là Trần Quốc Toản ngày xưa đó, Trần Quốc Toản là đường 3 tháng 2 đó. Ngày nay thì có cái đường tắt đó, nó cũng rất là thuận tiện khi mà xe cộ đông. Tại vì con đường Cách Mạng tháng 8 là rất là đông lúc trước ha. Còn bây giờ thì không còn đông nữa. Nhưng ngay chỗ này đó, cái hẻm bên cánh trái chúng ta đó là đi về quận 3 đó, đi ra đường Cao Thắng nối dài đó. Ở cái hẻm này nhà cũng rất là lớn nè, ngày nay nhà đẹp không à ở khu vực này. Và phía trước chúng ta đó là khu nhà tù Chí Hòa, hay còn gọi là khám Chí Hòa. Thì cũng nhỏ thôi, khoảng chừng 3 mét, không tới 2,5 mét nè, hẻm này 2,5 mét. Hai xe máy chạy qua được ha.
hẻm này ngày nay được nâng nền cao lên nè, là bê tông hóa rồi, rất là sạch sẽ. Rồi một số hình ảnh ở con đường Lê Quang Việt, rồi con đường Hòa Hưng, đi đến cái hẻm trước cửa Khám Chí Hòa, gửi cô chú anh chị và các bạn để chúng ta cập nhật hình ảnh của Sài Gòn ở khu vực quận 10, quận 3 này. Và biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị lại bắt gặp được những cái hình ảnh của ngày xưa thông qua những hình ảnh ngày nay này. Rất cảm ơn quan tâm chia sẻ của anh chị, và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Con đường này bán rất là nhiều quần áo nè, rất là nhiều dịch vụ ở đây. Và đi thẳng đó là đường Tô Hiến Thành, quẹo phải là sẽ ra cái mạng 8 Lê Văn Duyệt, và quẹo trái là sẽ ra ngã ba Quân Tiếp Dụ, đường Tô Hiến Thành và Thành Thái.